Rồi chào mừng em đã quay lại với kênh Máy Móc Việt Nam Bình Tân nha. Thì thời điểm trước anh em hỏi em rất là nhiều về đục 30 ly, nhưng mà em không có thời gian lên, thì hôm nay em sẽ có thời gian và lên cho anh em mình một con đục của Deadtone 30 ly dành cho anh em mình đi chuyên công trình nha anh em. Đó, chuyên công trình, chiến công trình. Mẫu này thì anh em mình có thể là thấy thương hiệu là Deadtone. Hãng này thì bên em bán rất là nhiều, cũng như là nhà phân phối chính anh em. Thì mẫu này bên em bán cho anh em mình giá chỉ có 3,6 triệu thôi. Anh em nào mà thích một con đục 30 ly mà anh em mình kiểu cái nhu cầu làm việc mình đó là chuyên đục đứng anh em, đục đứng thì anh em có thể là đầu tư ngay con này. Giá đang cực kỳ tốt luôn, 3,6 triệu. Anh em sẽ mua được con máy là DK DH65C nha anh em. Mẫu này thì em sẽ nói sơ cho anh em mình về cái thông số ở bên ngoài của con máy trước. Thì con này vẫn là xài điện 220, motor là 1850W. Mũi thì anh em mình sẽ gắn được mũi tối đa là 30 ly. Và dòng tua máy khi mà anh em mình sử dụng nó chạy được tới 1500 vòng trên phút nha anh em. Và riêng con này thì nó sẽ có một cái vali cho anh em, mà vali nó bằng sắt anh em. Mẫu này thì anh em nào thích thì có thể là đầu tư ngay, giá đang rất là tốt luôn. Con này thì em chỉ còn có 1-2 con thôi nha, nên là anh em mình tranh thủ mua nha. Rồi, và đây sẽ là vali đựng tua máy, cũng như là khi mà anh em mình sử dụng á, anh em nào mà hay đi công trình thì mình có thể là bỏ vào hộp để bảo vệ con máy nha. Bây giờ mình sẽ là khui ra. Rồi, sẽ là con máy anh em sẽ được bảo vệ rất là kỹ ở trong cái vali như thế này. Kèm theo đó khi mà anh em mình mua sẽ có thêm hai cái mũi đục nữa cho anh em nha. Một mũi dẹp và một mũi nhọn dành cho anh em mình khi mà mua sản phẩm của Deadtone. Sẽ có hai mũi đục rất là lớn cũng như là chắc chắn cho anh em mình sử dụng. Rồi, mẫu máy này sẽ là một mẫu máy khá là lớn, dây nguồn dài dành cho anh em mình để anh em mình sử dụng. Và dòng lớn như thế này thì anh em mình chuyên là đi công trình. Anh em có thể là thấy cơ cấu của máy này anh em. Ở đầu này khá là chắc chắn cho anh em mình sử dụng. Mũi 30 ly cho kèm anh em hai mũi nha. Rồi, và em sẽ nhắc lại cái mã của con máy anh em để anh em mình nhớ, anh em nào mà thấy mình có nhu cầu đầu tư thì mình tranh thủ mình mua ngay. Con này có mã là DK DH65C dành cho anh em mình để anh em mình sử dụng. Mẫu này nói chung là chỉ phù hợp với anh em mình khi mà mình đục dạng đứng thẳng để cho nó tiện lợi thôi anh em, chứ còn riêng mà anh em mình đục ngang thì rất là nặng nha anh em, rất là nặng luôn với một con máy. Thì bây giờ em sẽ là thử cân ký con máy này xem nó coi là nó tổng trọng lượng nó bao nhiêu ký nha anh em. Và mẫu này thì chắc em chỉ quay video cho anh em thôi, chứ còn riêng mà về bê tông test thì không có bê tông để test cho anh em. Đó, anh em thông cảm nha. Rồi thì bây giờ sẽ cân ký thử nha anh em, xem con máy của mình. Mẫu này thì khi mà anh em mình nhận cái thân máy không sẽ là 12 kg, kèm theo hai cái mũi nữa. Đây, nó sẽ ra là 15 kg, và thêm cái hộp nữa thì anh em mình sẽ nhận nguyên con này về tới khu vực của anh em mình á, nó sẽ có tổng trọng lượng đâu đó là tầm 17-18 kg nha anh em, là nguyên đai nguyên kiện luôn dành cho anh em mình. Anh em nào thích con máy này thì mình có thể là chốt ngay với cái giá là 3,6 triệu bên shop đang bán nha. Anh em mà thích con này quá thì mình có thể là nhấc máy lên điện thoại và số hotline 0906 779 465 để chốt đơn. Còn anh em nào mà ở gần địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân thì mình có thể là chạy thẳng qua tại cửa hàng để được xem cũng như là test máy nha anh em. Đó, còn bây giờ thì chắc là xin chào anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ nha, bye bye anh em.